này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tiếp theo nào, rồi sói biến thành người. Ê, đừng bảo sói biến thành người, người còn người biến thành sói nha. Alo, ủa? Đây đây là mọi người, rồi xong. À, bây giờ là chúng ta cần đổ nước để đi xuống đúng không? Thì bây giờ chúng ta đổ nước. Cái này tôi không nghĩ đến luôn đó mọi người. Rồi tiếp theo rồi đi lên thuyền đúng không? Cho một cái thuyền này, đặt thuyền đi. Xin chào các bạn, mình là Cam Ui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình ngay. Trước khi xem video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe. Và đừng quên chuông để luôn nhận thông báo nhé. Và đừng quên hỗ trợ hero team của mình nhé các bạn. Trong khi xem này, nếu các bạn thích quảng cáo thì cũng xem một cái quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mức cá rốt để ăn sáng nhá. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay ngày hôm nay Camu sẽ là reaction Minecraft nha mọi người nhá. Minecraft này nó không hề bình thường một chút nào đâu nha mọi người. Tại vì nó là Minecraft phiên bản bình thường. Tức là nó là một cái gì đó không theo quy luật của Minecraft bình thường nha. Ví dụ đi, để Camu ví dụ này. Nếu mà chúng ta dùng một cái cúp gỗ. Đây các bạn có thể thấy đúng không? Ở đây là chúng ta có một cái cúp gỗ. Và ở đây chúng ta có một cái đang đào kim cương thì chắc chắn rồi. Cái kim cương này thứ nhất là sẽ đào lâu này. Thứ hai là chúng ta sẽ không đào được. Nhưng ở đây thì khác nha mọi người. Rồi ok. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu xem nha. Trời ơi. Xem là bây giờ đầu tiên. Đấy các bạn thấy không? Đầu tiên cái tốc độ này Camu nó thấy nó sai này. Cái tốc độ đào của cái cúp gỗ nó không thể nào mà được nhanh như thế này được. Và tiếp theo. Hả? Ủa là sao? Là cái block lại bị đánh chết á hả? Ủa gì kỳ lạ vậy? Rồi sao lại cầm kiếm đánh được cái cúp kia, cái con kim cương gì lạ vậy? Rồi tiếp theo đến trồng lúa này, trồng lúa để chúng ta có mục đích gì? Để cái cây là lớn lên, nó to lên và để nó ra lúa đúng không? Nhưng không, à không, nhưng cái này cũng đúng, nó có to ra nhưng mà là to thể tích, to kích thước cho mọi người chứ nó không phát triển lên đâu mọi người. Ơi trời cái gì vậy? Thề luôn mọi người, đây đúng là cả Minecraft ở Bình Dương cũng khác mọi người ạ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái gì đây? Bây giờ là chúng ta cần đổ nước để đi xuống đúng không? Thì bây giờ chúng ta đổ nước. Cái này tôi không nghĩ đến luôn đó mọi người. Cái này ví dụ nha, thì chúng ta muốn đi tiếp đúng không? Thì chúng ta sẽ đổ nước vào đó và những cái lava này sẽ biến thành hắc diện thạch nhưng không. Là người ta quyết định là uống nước và để nước bao bọc xung quanh. Và sau đó khi đi xuống thì cái nước đấy nó thành hắc diện thạch. Còn người ta thì đi vẫn bình thường nha mọi người. Nhưng tại vì được bao bọc bởi hắc diện thạch rồi là an toàn. Ê, cái lịch lý này, cái logic này cũng hợp lý chứ nó không phải bình thường lắm như vậy. Nhưng mà nó lạ so với Minecraft đó mọi người. Tiếp theo, Ủa, từ từ, mọi người bình tĩnh. Tôi cảm ơn chân lót được lá, từ từ. Rồi bây giờ là có một bạn Phantom này. Bạn Phantom này là bạn có cánh. Và bây giờ là bạn đang cầm kéo và bạn cắt xoẹt một cái như kiểu cắt lông cừu á mọi người, đúng kiểu cắt lông cừu. Nhưng mà bạn cái quái vật Phantom này thì hai cái cánh biến mất, hai cái cánh cánh ra luôn. Trời ơi, là sao? Là lẹ là sao người ấy hả? Nếu mà trong Minecraft mà có cái chức năng này ha thì nó quá là xịn luôn đó mọi người, nó xịn lắm luôn đấy. Trời ơi, nhìn hài quá à. Rồi tiếp theo. Rồi, đổi màu vòng cổ. À đúng rồi, không biết có bạn nào đã biết cái trick này chưa, đó chính là khi mà chúng ta có một bé sói đúng không? Thì khi mà chúng ta sử dụng những cái màu đấy á thì cái vòng cổ của bé sói đấy sẽ đổi màu theo cái màu mà chúng ta mong muốn nhá. Nhưng mà cái này là bình thường mà, rồi màu đỏ. Ê cái đó sai á mọi người. Ê cái đó sai nha. Cái này sai lắm luôn đó mọi người, dùng màu sắc này đúng không? Nhưng mà rõ ràng là cái ông ấy cũng dùng cái màu đỏ nhưng mà cái này là nhuộm lông cái bé sói thành màu đỏ luôn. Rồi cái vòng biến mất luôn là sao? Là sao chứ trời? Ủa. Rồi tiếp theo đây là cái gì đó này? Cái này là Ủa Camu nhớ là chỉ ngủ được trên giường mà sao bây giờ ngủ hay trên hẳn cái người của mẹ kêu vậy? Ủa trời ơi. Ủa. Tiếp theo đây là bạn lạc đạo. Ê, hình như là bấm cái này là hộp nhạc đúng không? Và khi mà hộp nhạc đổi nhạc lên thì lạc đà sẽ nhảy lên. Mà khoan, chúng ta cưỡi được lạc đà hả? Không, tại vì cái này thật sự là Camu cũng không có nhớ rõ nữa là chúng ta có nhớ được là cưỡi được lạc đà hay không. Nhưng mà hoặc là ở phiên bản cao, tại vì Camu đó giờ là Camu chơi sinh tồn chính thức, phải gọi là chính thức nha mọi người. Tại vì khi mà quay video á thì bọn mình chỉ sinh tồn ở trong một cái mức giới hạn thôi. Còn quay sinh tồn chính thức là chúng ta có thể đi đánh rồng này, đi khám phá map với mọi người. Còn cái đấy thì Camu chưa, nhưng mà cưỡi được lạc đà thật không nhỉ? Nhưng mà sao con lạc đà lại lạ quá vậy? Giờ tiếp theo đây là khu vực The End nha mọi người. Khu vực The End này thì sẽ có gì hả? Ủa sao mở ra lấy được cái này sao?
thì nó bắn về chúng ta. Nhưng không, ở đây thì chúng ta coi bạn này như một cái dương, và sau khi cái dương này mà biến mất là mất luôn. Là chúng ta còn cái đầu không hả? Ờ, cái này là sky block. Ủa sao? Ủa không, không mang không, không, không mang không, mọi người. Nói chung là ở cái video này tất cả cái định lý về Minecraft, tức là nói chung là các kỹ năng sinh tồn, các khả năng mà Camu đã từng thấy trong Minecraft thì nó không đúng ở đây chút nào hết. Mọi người nhìn nè, tại sao có thể đánh được nước, sau đó thì biến mất luôn. Đây là nước nha mọi người, đây là nước nha. Và ở đây đây đây, rõ ràng là đây là một lava này đó, đây là nước thì khi chảy xuống nó tạo đá. Cái này là logic đúng đúng không? Đây là sinh tồn sky block đúng không? Nhưng mà ở đây mà Steve này có thể đánh một cái nước mất luôn. Không, cái này là nước đai luôn đó mọi người, chứ không phải nước mất luôn á. Trời ơi, cái gì vậy? Là sao? Đây, cái chữ hâu to đùng ở đây này luôn này mọi người. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, khoan. Cái này là lấy luôn cái khung chữ hâu này xong rồi gầm đúng không? Ủa sao kỳ lạ quá vậy? Cứu tôi á, cứu ai đó cứu tôi á mọi người. Rồi, tiếp theo là đến cạnh Enderman này, đánh Enderman ra ngọc Enderman đúng. Cái này cũng không có sai đâu. Ủa, ếch có thể ăn được cục Enderman này hả? Tôi cũng không biết bao giờ đâu. Sau đó thì người chơi có thể teleport vào trong bụng của ếch luôn. Nó lạ quá. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có đến cái D này, đổi tên vào này, chúng ta sẽ có một cái Dinnerbone. Dinnerbone này cho các bạn nào không biết á, thì khi nếu mà chúng ta sử dụng cái thẻ tác này lên một cái bạn động vật nào đó, ví dụ như là cừu này, bò thì cái bạn cừu bò đấy sẽ lật ngược người lại nhé mọi người. Còn bây giờ thì ở trong video này là ăn luôn thẻ tác hả? Là ăn luôn cái thẻ tác này hả đúng không mọi người? Cái này là ăn luôn mà đúng không? Từ đây là người chơi ăn hay là à không, đây là người chơi sử dụng cái thẻ tác này thôi, nhưng mà người chơi cũng bị lật luôn. Không, cái này không có, cái này không có trong Minecraft bình thường đâu nha mọi người, không có đâu. Trời ơi, rồi sao bây giờ đi luôn. Tiếp theo rồi đi lên thuyền đúng không? Cho một cái thuyền này, đặt thuyền đi. Là người chơi chúng ta trở thành cái thuyền luôn đó hả? Ủa, rõ ràng đặt thuyền thôi mà tại sao lại có cái này được? Ủa là sao? Từ tới lúc lạ kỳ chưa? Cái gì vậy? Cái thuyền rõ ràng đây cái thuyền cũ này, cái thuyền real là nó vẫn ở đây này. Đây là do Steve biến hình này, nhưng mà có thể là biến hình lại thành người được không, chứ còn thế này biến thành thuyền mãi mãi luôn hả? Ủa, nhảy lên rồi đi vào, cái này là bình thường nhá. Rồi ok, cho cấu trúc ăn. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cho cấu trúc ăn chút cái là xoay tròn luôn hả? Ê, cái này làm các mũi nhớ đến sắp tới Simi á mọi người. Hoặc là Simi đã đăng rồi, có một cái video là Simi biến thành Pikachu đúng không? Thì Simi có một tuyệt chiêu là cũng lăn như thế này. Lại có khi nào cấu trúc và Pikachu là một đâu mọi người. Ủa, sao kỳ lạ quá vậy? Rồi gấu trúc lăn một cái là thành một đường luôn. Bảo sao Camu thấy tầm nhìn nó bị thấp với mọi người. Bảo sao mình cứ thấy quái lạ sao tầm nhìn thấp, nhưng mà thôi mình không nói mọi người. Nhưng mà anh ở đâu, đây là do người bị bẹp dí nha mọi người. Trời. Ok, ở đây là Minecraft in Ohio. Thật ra Ohio này là ở nước ngoài, còn ở Việt Nam mình chính là Bình Dương đó mọi người. Nó không khác gì nhau đâu nha, nó là một đó. Rồi tiếp theo nè. Rồi bây giờ ở đây. Ê mọi người, tôi chưa kịp dừng. Các mưa chưa kịp dừng, nhưng mà tại sao bé mưa lại Nani? Sói lại đứng dậy 45 độ vậy? Ê đừng bảo là sói sẽ biến thành người nha. Ê alo, cho sói ăn xương rồi mày làm gì đến mức như vậy ông trời. Rồi tiếp theo nào. Rồi sói biến thành người. Ê đừng bảo sói biến thành người còn người biến thành sói nha. Alo. Ủa, đây là mọi người. Rồi xong tới công chuyện luôn. Rồi xong. Đặc tính của sói là gì? Khi mà chúng ta đã thuần phục được sói thì khi mà nếu mà có cái gì đó tác động hoặc đánh vào cái người đã thuần phục rồi đó, thì các bạn sói đấy sẽ đi ra và đánh cái người đánh tác động vào cái người thuần phục. Nói chung là sẽ bảo vệ chủ nhân đó. Và bây giờ thì chúng ta phải bảo vệ sói. Ủa là sao? Ủa? Tức là nếu mà nói ngược lại theo cái này làng Simi đó mọi người, thì tức là bé mưa sẽ là chủ nhân của Simi á mọi người. Nghe nó lạ kỳ lắm, trời ơi. Rồi tiếp theo đây, trồng lúa, cái này hay nha. Ê đừng bảo đây trồng mặt trời nha. Oh my god, trồng được mặt trời luôn thì đỉnh như vậy. Ê nhưng mà mặt trời to quá thì sẽ bị cháy nắng. Tôi bảo có sai đâu, mặt trời to quá thì bị cháy nắng thì không tin. Đấy vậy. Sao Steve biến thành Enderman vậy trời? Ủa rõ ràng là Steve là Enderman. Tại sao Steve lại còn biến thành mặt Enderman? Đây là quái vật ngoài đời thật hay gì vậy? Quái vật ngoài đời thật hay gì? Rồi xong.
Tức là sẽ biến thành Enderman để đi đánh Enderman. Ai, cái này hay. Oh, cái này là xoay lẹ. Oh, nhưng mà cái trick này Camu biết. Ủa, cái này Camu cứ tưởng là chúng ta sẽ bạn heo này đi xuống đây, xong rồi cùng lắm là heo bay lên đi ha. Là kiểu bạn heo này xoay đó, các bạn thấy heo xoay không? Đó, như thế thì heo sẽ bay lên. Nhưng không, hình như tôi sai, nó có gì đó không đúng ở đây nè. Đó là Steve lấy cái kệ đe này làm đầu của Steve bị bẹp dí xuống. Và sau đó, đừng bảo leo lên heo và sau đó bay lên. Tức là cái bay thật sự ở đây không phải là bé heo không bay được, mà người bay là Steve. Trời ơi. Trời, tiếp theo đó chính là khoan. Ê, độ dài nó hơi sai sai ấy mọi người. Bình thường các mọi người nhớ là cái giường nó chỉ dài có khoảng một xíu thôi mà. Sao bây giờ tự nhiên thành người từ bình tĩnh lúc nãy. Rõ ràng là cái lúc này cái chiều dài Đây, chiều dài của ông dân làng nó chỉ có một nhúm này thôi nè. Nhưng mà không hiểu sao bằng một cái magic là đó thì sau khi ngủ thì chiều dài của ông thành đây chắc là cả nghìn mét quá mọi người, không biết nữa. Đây chắc là phải nghìn mét quá mọi người, tại nó siêu dài. Còn tại vì ở cái video này ha, là các mũi không có nhìn được điểm cuối nè mọi người thấy không? Chúng ta không nhìn được cái điểm cuối, nó tít đằng đây hoặc là thậm chí có xa thì có thể xa hơn. Tại vì cái chỗ này nó đều là màu nâu hết, nào nó khá là khó nhìn. Nhưng mà ok, ngủ một giấc tôi phát hiện tôi trở thành bình dương. Từ bình thường thành bình dương luôn à? Thì hay quá nhỉ? Rồi ok, chúng ta xem tiếp thôi nha. Trời ơi, thật sự luôn là có rất là nhiều video không hiểu tại sao mà người ta có thể nghĩ ra được cái điều đó. Mọi người lốt đỉnh, nó đỉnh ở Marvel quốc tế, nó là IQ, chắc là phải IQ vô cực luôn mọi người. Rồi, cây này đáng kẽ ra là theo lý thuyết là chúng ta đến đây này, xong rồi chúng ta chặt đúng không? Nhưng không, nó di chuyển luôn đó mọi người. Ủa rồi, là sao? Ủa, khoan mọi người, cái cây này đi di chuyển nha, nó di chuyển xong rồi bùng phát. Oh my god, đây rồi, tôi phát hiện ra nguyên nhân rồi. Đây là Steve lấy cái lưỡi là liếm kéo về và kéo về một cái cục gỗ. Rốt cuộc ông là Steve hay ông là con ếch đấy? Hay là hai cả hai kết hợp vậy? Nhưng mà vấn đề là mày rốt làm sao mà sao nó kỳ lạ vậy ơi? Trời ơi, tiếp theo. Rồi, đặt cắt tôi xuống. Nó như cái đe, cái này như cái đe lúc nãy lại. Xong rồi ông bay lên đây gì? Bây giờ ông tính bay đúng không? Ông tính bay đúng không? Tôi biết ngay mà. Nhưng mà bây giờ nó ở level cao hơn. Các bạn biết cao hơn ở chỗ nào không? Cao hơn ở chỗ đó chính là lúc nãy thì chúng ta còn cần cái bé heo để chúng ta quay đúng không? Nhưng không, bây giờ chúng ta không cần bé heo để quay nữa, mà chúng ta quay trực tiếp thôi. Rồi bay đi. Không bay. Camu đoán lộn, trời ơi. Các bạn thấy không? Nói chung là ở đây là những cái mà chúng ta không thể nào mà đoán được đâu. Nó khó lắm mọi người. Đây nhá, đây là cái Camu đoán là bay đúng không? Nhưng không nha, đây là lấy cái này và sau đó đánh bạn người sắt của chúng ta bay đi xa chứ không hề bay lên. Trời ơi, rốt cuộc đã không cũng đúng cái bay, nhưng mà đây là người sắt bay chứ không phải là stick bay mọi người ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với đây. Theo lý thuyết ở đây chúng ta nhìn được thì sẽ là bạn ếch này thè lưỡi ra một cái và nuốt luôn cái bạn rồng Ender này. Còn thực tế như là thì chúng ta cùng xem nha. Đấy là lý thuyết Camu đã nghĩ ra nha mọi người. Đó, thấy không? Này, cái này Camu đoán đúng. Cái này thì Camu đoán đúng nha mọi người. Camu đoán đúng nhưng Camu chưa nghĩ đến cái việc phần thứ hai á mọi người. Đó chính là sau khi nuốt rồng Ender thì đây là cái lưỡi, là các bạn thấy không? Đây là cái lưỡi là mọi người. Chỉ cần Camu nhích lên một xíu, nhích một xíu thôi. Ai không được đó, nói chung là như thế này đó, là bạn ấy nuốt luôn cả cái để về thế giới đầu của Minecraft luôn đó mọi người. Nuốt luôn, trời ơi trời, hãy công nhận cái này hay. Rồi sau đó ấy sẽ biến thành khổng lồ, đừng bảo là biến thành dòng Ender nha. Rồi nuốt luôn người chạy, rồi nuốt luôn cả camera này, nuốt luôn cả camera đây này, đúng không. Thế là thế giới lại kết thúc nha mọi người. Và chùm cuối thực sự đó chính là ếch chứ không phải là dòng Ender nha mọi người. Trời ơi. Tiếp theo là chúng ta thuần hóa một cái bé sói. Khoan, cái này tôi thấy điều sai này. Khi không, hình như đây là cho bé sói ăn thịt chứ không phải là ấy đúng không? Ăn xương thì tức là thuần hóa mà ta. Ăn xương thì phải có một cái dây, không phải có một cái dây gì đó màu đỏ đỏ ở đây chứ làm sao bây giờ không có ta? Gì vậy? Ủa gì vậy? Mặc dù đây là sói, cho sói ăn xương nhưng đây không phải sói mà đây là sói fake mà không phải sói. Nói chung là trời. Nói chung là đây là TNT phiên bản sói. Ok. Nói chung là vậy, tôi cũng có hiểu gì đâu. Trời. Đấy, cho một cục TNT vào đó. Cho một cục TNT vào người, sau đó ném xương vào cái kia và sau đó đi ra và nổ. Khoan. Ủa gì vậy? Nhìn vậy bà nói. Khoan. Thế giới này lạ kỳ quá mọi người nhìn này đó. Tự nhiên tiếp có thể kéo dài tay ra. Và sau
đó thì lôi cái cột trụ này đi, trong khi bình thường cái cột này là cái cột không thể di chuyển được. Rồi giọng tôi phát hiện bí quyết để chiến thắng rồi nhé mọi người. Đây, Kabui đã biết bí quyết để chiến thắng game Minecraft là gì rồi mọi người. Đó chính là đây này, chúng ta lấy cái cột này sau đó ném một phát vào rồng Ender. Như vậy là xong game, win game rồi nhé mọi người. Nhưng mà thực tế hướng nào đâu có được hướng này đâu, nó chỉ có thể ở trong Minecraft bình thường thôi, chứ làm sao mà có thể ở như này được. Mọi người, giờ tiếp theo Minecraft ở Ohio. Lần tiếp theo nó sẽ là cái này Steve biến thành Enderman thì cũng là bình thường thôi mà. Lúc nãy là tôi xem rồi. Khoan, bây giờ có cái mắt để bà. Nãy đâu có mắt đâu, sao tự nhiên đó rơi ra lại rơi ra, từ từ xem là có mắt không, có mắt không. Không có đâu, sao tự nhiên nhặt được vậy? Rồi sao tự nhiên rồi biến thành Enderman đánh tấn công cả camera luôn vậy? Tôi chỉ là một bạn camera nhỏ nhoi bé đáng yêu dễ thương đứng ở đây thôi. Tôi chỉ xem anh đang làm gì thôi, tại sao tấn công tôi? Có gì vô lý vậy mấy má? Rồi xong là kết thúc video là chúng ta biết là đáp án như thế nào rồi đúng không mọi người? Rồi tiếp theo nó sẽ là ngồi lên đây. Ê đừng bảo, ê khoan, ủa sao lặp lại quá vậy? Lạc đà đứng, nó không lặp lại đâu mọi người, nó khác. Bây giờ là chuyên cắt video kéo dài rồi sao mọi người? Lãi là Steve kéo dài tay này, bây giờ là đến lạc đà kéo dài chân này, rồi xong bây giờ ông tính đến là ông giống bị thiêu đốt luôn đi. Ủa sao biến mất luôn cái mặt trời rồi, từ à cái này người ta gọi là chọc thủng mặt trời đó, đúng rồi biến dài quá thành chọc thủng mặt trời đó mọi người. Và sau đó như thế nào, rồi sau đó đi luôn, chọc thủng răng cũng đi luôn đó mọi người. Thôi bây giờ là khoan, lại chơi kéo dài nữa, đúng với cái video này là chuyên là kéo dài nhá mọi người. Cái video cái này là kéo dài lên cái mặt trời này, lên tít lấy mặt trời. Cháy. À không bị cháy nha, kéo dài lấy mặt trời vào đây nhưng mà là mình bị cháy đúng không? Rồi xong tới công chuyện luôn, trái đất bị phá hủy luôn, là kết thúc game luôn đó mọi người. Đỉnh, cái này là cái cách để chúng ta có thể phá đảo game một cách rất là nhanh chóng, đỉnh và xịn sò nha mọi người. Rồi tiếp theo chúng ta đến với... khoa sao có cúp to vậy? Ê cái cúp này ca mới biết là cái cúp này là không cần cũng có nha, nhưng mà khi làm khứa áo xanh, mà thật ra là khứa áo xanh vốn dĩ lúc nào ở Bình Dương mà. Nói chung là ok. Rồi tiếp theo chúng ta... Cái gì vậy? Ủa, người sắt là phải dùng kiếm đánh nhau mà tại sao có thể lấy cúp đào được? Ủa, mặc dù biết người sắt cũng là sắt nhưng mà trong Minecraft đâu có đào được đâu, trời ơi. Rồi tiếp theo đào xong rồi có... Ôi, ăn luôn hả? Ăn và biến thành người sắt luôn. Sau đó thì uống nhau với người này. Ủa, đã quá vậy. Rồi tiếp theo là chế tạo mũ này. Rồi chế tạo mũ, đồ mũ. Từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đội 6 cái mũ làm chi vậy? Xong rồi, rồi bị cướp luôn. Rồi hai cái này công chấp nhận. Từ tiếp theo sẽ là gì đây? Lấy cung tên tên bắn luôn hả? Rồi lấy ngọc lại này, xong rồi chúng ta biến trở thành người này, xong rồi chúng ta sẽ em mọi người có thấy cái Creeper này đáng yêu không mọi người? Ôi trời ơi. Tự nhiên kiểu chân bị thấp xuống ấy, nhưng mà các mọi người lại thấy tự nhiên đáng yêu đi ấy mọi người. Ủa sao có nổ nữa không ba? Trời là có nổ nữa không? Cái thứ này vô lý lắm luôn đó mọi người. Thứ này vô lý lắm luôn đó. Hình dạng này rõ ràng là hình dạng người tuyết, mà cách chế tạo cũng là cách chế tạo người tuyết luôn nha. Từ đây là mọi người. Cách chế tạo ở đây đó chính là hai cái viên sắt cộng với một cái đầu bí ngổ trên, nó sẽ là ra người tuyết. Nhưng mà đây là cách chế tạo của người tuyết nếu mà cái hai cái sắt này dùng tuyết. Còn nếu mà dùng sắt thì sẽ ra người tuyết sắt. Đấy sẽ là người sắt nhưng mà đây không còn là người sắt nữa. Đã thế là còn nhả ra sắt nữa rồi. Có nổ không? Có nổ không? Hết nổ rồi mọi người, là hết nó rồi đó mọi người. Mà nói chung là cái thứ này nó đảo điên mà nó lạ kỳ lắm mọi người. Cứu tôi với. Nói chung là nó không nổ và nó biến mất rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có Dream nè. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ dùng... Ê đừng bảo Dream. Không nha mọi người. Dream là giỏi sinh tồn nha mọi người. Còn đây là Dream. Đó là kiểu toàn chữ mở thì kéo dài chữ cái tay ấy mọi người. Mọi người nhìn này đó kéo dài tay này đó, lại kéo dài. Xong rồi kéo về đó, xong rồi ngắt đầu hả? Ngắt đầu đúng không? Ôi má ơi, thật sự trời. Xong rồi chúng ta sẽ có rất là nhiều que ở đây. Hay. Cái này cũng hay, cũng được đó mọi người. Tại vì nhiều khi á, Camui đi sinh tồn đó, Camui ngại xuống địa ngục lắm mọi người. Thật sự luôn là rất là sợ địa ngục luôn. Nhưng mà bây giờ thì cách lại hay á, nhưng mà vấn đề là khi mình sinh tồn thì đâu có được như vậy đâu. Tôi Camui đâu thể làm một kéo dài cái tay của cây ra xong rồi lấy về được đâu. Không thể, đều không thể, nó chỉ ở trong video này thôi. Ok, và tiếp theo chúng ta lại cầm một bạn heo. Heo biến thành người sắt. Ok, heo sắt, đây là heo sắt cho mọi người. Vào uống một cái chúng ta đi lên. Ê, có heo nào bình thường heo yếu lắm
luôn đấy mọi người. Nó không thể nào mà một phát chúng ta bay của chúng ta đi luôn như thế được. Cái này nó đều không thể, nó là đều không không thể. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa? Đấy nhá, là chúng ta sử dụng cái cục bê tông này kéo ra và nó sẽ to thành ra như thế này, đỉnh nhá. Thật ra cái này là ngày trước Camu cũng từng làm cái thí nghiệm này thử đó mọi người, nhưng mà rất tiếc là tất nhiên là cái này nó gần như là không di chuyển đó mọi người, thậm chí là máy hỏng luôn á. Nhưng mà trong video này thì khác đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Rồi chúng ta sẽ lấy kim cương à? Lấy kim cương đúng không? Chúng ta làm một cái máy chế tạo, tạo ra cái một cái máy chế tạo khổng lồ. Và sau đó thì lúc như các bạn thấy đúng không, chúng ta xem cái người của bạn Steve này, thì ở người Steve này là mất dần kim cương. Và cái quốc kim cương này chế tạo từ bao nhiêu đây, từ để tôi đếm xem coi. 1, 2, 3, 9 này, 10, 11, 12, 13, chế tạo từ 13 cái block kim cương nha mọi người. Đỉnh nhá, đỉnh thật sự nha, trời kim cương khổng lồ. Ê, đừng bảo là cái cốt kim cương khổng lồ này đào được cả thế giới nha. Các bạn thấy cái đường vân này không? Cái đường vân này là cái đường vân đào và lốc luôn mọi người. Đào thế giới ra cái gì đấy? Rồi thế giới biến mất luôn. Hay, cái này cũng được, cũng hay. Ok, cũng hay. Cũng được, đỉnh á. Rồi tiếp theo đừng bảo lấy cốt đá đào bedrock chứ. À không, nếu mà bình thường thì sẽ không đào được. Nhưng mà ở trong đây các mình nghĩ là sẽ đào được luôn mọi người. Đào được. Rồi xong luôn, khó, nó không chỉ đào được mà nó cái block bedrock này nó trở thành kim cương luôn. Oh my god, đỉnh nha, được, cũng xịn. Nhưng mà nó Camui đang định bảo nhưng mà nó tầm thường quá, nó bình thường quá, mọi người không xứng đáng ý. Với Minecraft bình dương mọi người thì không. Người ta ăn thẳng cái viên kim cương đấy và người ta biến thành block kim cương luôn. Và bây giờ tôi đào cái block kim cương ra cái gì đây? Ra viên kim cương. Vậy tức là theo chúng ta cái tính chất bắt cầu ấy thì là từ một bedrock trở thành một viên kim cương. Nó không đáng, người chúng ta còn mất thêm một người nữa, nó không đáng chút nào hết trơn. Rồi ăn kim cương. Thôi. Đừng bảo nếu mà theo lý thuyết thì chúng ta theo lý thuyết từ lúc nãy đi thì chúng ta ăn kim cương này chúng ta sẽ biến thành kim cương đúng không? Nhưng không, Camui dự đoán khi mà chúng ta ăn kim cương này chúng ta sẽ biến thành bedrock. Như thế là không bằng không luôn. Không có kết quả nha mọi người. Không có kết quả nhưng mà thôi cũng tạm được. Không, em nghĩ rồi, khi mà chúng ta ăn viên kim cương đấy thì cái thế giới này nó cũng kết thúc luôn rồi, nên là không thể nào mà tiếp tục được. Cũng đúng đúng. Rồi tiếp theo nữa, cái này là Camui chưa bắt đầu nhưng Camui đã thấy rất là nhiều điểm kỳ lạ luôn. Đầu tiên đó chính là tại sao xương rồng có thể đặt liên tiếp như nhau được. Theo lý thuyết thì xương rồng không thể được phép đặt liên tiếp luôn. Thứ hai, trồng mía đúng không? Ok, trồng mía thì cũng không có gì là đặc biệt hết, nhưng cái chỗ nước mà trồng mía là lava á mọi người. Tại vì bình thường nếu mà muốn trồng mía ra thì chúng ta phải tìm chỗ có nước và cái block đấy là săn nước thì chúng ta mới trồng được mía. Nhưng không, ở đây trồng theo lava. Rồi tiếp theo nữa, cái gì đây? Tôi chưa hết video, chưa kết thúc được đó. Ở đây tiếp theo nữa, nước chảy thẳng, ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà lúa mọc ngang là sao mấy má? Ủa ok, lạ thật sự. Nước chảy thẳng thì không có vấn đề gì ha. Đây mà khoan đã, nếu mà nước chảy thẳng đúng không thì đáng nghĩa ra cái chỗ này phải có một block đó, phải có một block để nước rơi xuống thì nó mới không bị tràn ra ngoài. Nhưng không nha, cái này nó không tràn ra ngoài nhưng mà nó cũng không có block nào phía dưới luôn, đỉnh thật sự. Mặc dù cái nước ở trên này, cái logic cái nước này thì nó logic cho mọi người, logic một xíu đấy nhỉ. Ở trên này nước nó nghiêng xuống này đó, nó khá là real nhưng mà những cái khác thì nó không real lắm. Rồi tiếp theo đánh. Ê, khoan, ủa cái này là của Creeper mà Creeper nó nổ thì nó mới như thế này chứ tại sao bây giờ zombie nổ hả? Ê ác nha, cái này ác nha. Cái này thì thật ra ở Minecraft bình thường cũng có thể làm được. Đó chính là chúng ta thay đổi test back của Creeper thành con zombie và sau đó thì Creeper sẽ biến thành zombie. Nhưng mà ở trong đây thì nếu mà thế thì cái này nó khá là bình thường. Nếu mà nói đi ha thì cái này nó khá là bình thường, chưa xứng đáng với Ohio. Đến cái này thì xứng đáng nha mọi người. Đến cái này thì xứng đáng nha bà con ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Bình thường là chúng ta câu cá đúng không? Nhưng không, ở đây cá câu cá. Chúng ta có một cái bạn cá hồi câu cá luôn chứ. Cái gì vậy má? Trời ơi. Rồi đảo ngược luôn anh, cái gì vậy? Như lúc nãy là bé mưa trở thành chủ nhân của Simi á mọi người. Thì bây giờ là cá câu ra người nha mọi người. Rồi sao bây giờ có hồi sinh người được không? Bây giờ có thể hồi sinh người được không? À không, ăn luôn người chứ không hồi sinh người nhé mọi người. Ăn luôn người nhá. Trời ơi.
Ok, và Camui nghĩ là đây là vậy là hết rồi đó mọi người. Ok, Camui nghĩ là video Minecraft không hề bình thường mà nó là bình dương. Camui đến đây là kết thúc nhà mọi người. Chứ còn mình thấy là tôi hăng mang quá. Bây giờ tôi chơi Minecraft chắc tôi Camui sẽ suy luận được. Ví dụ chúng ta đi chặt gỗ đi ha, thì chúng ta sẽ thấy gỗ chạy này đó. Camui suy nghĩ thế. Hoặc là bây giờ chúng ta đi đào kim cương đi ha, thì chúng ta sẽ đào, chúng ta sẽ không đào kim cương mà chúng ta phải đánh kim cương nó như vậy á mọi người. Game lạ quá mọi người. Ok, và video của mình đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn Camui tiếp tục reaction những video bình dương nữa thì các bạn hãy comment số 1 chắc là ở phía dưới chứ không biết nha. Và video của mình đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.